Song ca giấu mặt tuần này, các nghệ sĩ khách mời sẽ đem đến 8 bài hát nào? Họ sẽ chọn giọng ca tài năng nào trong 8 căn phòng bí ẩn để cùng hòa giọng song ca? Họ chưa từng tập luyện cùng nhau mà chỉ lắng nghe ngẫu nhiên 8 giọng hát của 8 người chơi ẩn danh sau những bóng dáng trong những căn phòng bí ẩn. Các người chơi luôn luôn sẵn sàng đối mặt với bất kỳ nghệ sĩ nào và bất kỳ bài hát nào trong 8 bài hát. Họ không thể biết trước được họ sẽ hát với ai, hát bài hát gì và hát vào lúc nào. Luôn có những điều thú vị và bất ngờ đón chờ họ trên sân khấu Song ca giấu mặt. Hãy đón xem tập 7 Song ca giấu mặt được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy ngày 17 tháng 6 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.